Tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị, bước vào thời điểm đầu năm, ai ai cũng đang bận rộn với những kế hoạch, những công việc, nhiệm vụ mới. Cũng vào thời điểm này, chắc hẳn nhiều gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có nhu cầu muốn tìm hiểu, khám phá vận mệnh tử vi tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021 của mình. Việc dự đoán tử vi hàng ngày, hàng tháng sẽ giúp cho nhiều người giảm thiểu rủi ro, bất lợi, đổ vỡ, gian lao, tích cực chủ động đón nhận những điều thành công, may mắn. Trong nội dung bài viết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn về tử vi của tháng 2 năm 2021 của các gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mà âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 âm lịch, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 dương lịch. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi Thành mộc cụ, xuân Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân. Đối với những người Canh Ngọ trong tháng 2 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 2, tức ngày 17 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 2 tới ngày 29 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 2 tới ngày 10 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Canh Ngọ trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 2 tới ngày 24 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 2 tới ngày 5 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 trong tháng 2 âm lịch. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Canh Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn,
đa tài nên dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Canh Ngọ 1990 mệnh lộ bằng thổ, có tấm lòng, lương thiện, hay giúp đỡ người khác. Họ sống ngay thẳng, chân thật, cũng thường giúp đỡ mọi người nên được bạn bè quý mến. Tuy nhiên, họ có một nhược điểm chí mạng, đó là ăn nói không khôn khéo, sẽ làm người khác phần lòng lúc nào mà không hề hay biết. Họ hợp với những người cùng lứa hơn là những người lớn tuổi. Những người Canh Ngọ không phải là người khéo léo, không thích hợp đối với các hoạt động đầu tư nên an phận để con đường tài lộc được bình ổn. Tất cả những kế hoạch đã lên, họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện. Điều đó khiến cho cấp trên rất ưng ý. Xem vận mệnh của người Canh Ngọ thì cơ hội thăng tiến của họ vô cùng rộng mở. Do tính cách người tuổi Canh Ngọ không dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác, dù là bị phê bình nhưng họ cũng không vì thế mà suy sụp tinh thần. Khi những người khác bận rộn với đủ nỗi lo thì họ vẫn giữ được vẻ thong dong, tưởng chừng như chẳng có gì khiến họ quan tâm. Kỳ thực, họ là người biết mình muốn làm gì, họ chỉ quan tâm đến việc đạt được mục đích, còn những việc khác hoàn toàn không phải là thứ họ bận tâm. Tân âm kim gặp Ngọ dương hỏa là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Canh Ngọ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Bước sang tháng 2 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Canh Ngọ vẫn chưa khởi sắc hơn so với tháng trước. Đường tài lộc cũng hư hắt. Trong tháng này, các gia chủ Canh Ngọ sẽ cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mà mình đang tiến hành triển khai. Ngoài ra, bước sang tháng 2, tuổi Canh Ngọ sẽ dễ gặp nhiều chuyện vấn đề trong tình cảm. Bản mệnh đang quá tự ti, lại hay lo lắng không đâu, tự gạt đi cơ hội để tìm thấy một nửa phù hợp của mình. Tình cảm lứa đôi cũng vì thế mà chịu nhiều. Tình cảm lứa đôi cũng vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng, bản mệnh sẽ bốc đồng, sốc nổi vì chuyện nhỏ mà làm cho đối phương chịu tổn thương, khiến cho mối quan hệ giữa hai người thăng trầm, bất định. Để mọi phương diện diễn ra thuận lợi, suôn sẻ hơn, những gia chủ Canh Ngọ nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Canh Ngọ. Tuổi Canh Ngọ trong tháng 2 này có vận trình sự nghiệp biến động khá lớn. Bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Con đường sự nghiệp trong tháng 2 âm lịch của tuổi Canh Ngọ không được sáng rõ. Dù bản mệnh cố gắng hết sức mình nhưng lại chẳng thể có cơ hội để thể hiện bản thân. Chẳng những thế, sự cứng nhắc, linh hoạt trong giải quyết vấn đề của bản mệnh còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng. Vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Vậy nên, dù dành nhiều thời gian cho công việc, bản mệnh cũng vẫn chẳng có được mục tiêu mà mình mong muốn. Đường công danh sự nghiệp mịt mù. Những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tính lại để tìm ra những vấn đề cần giải quyết. Có thế mới có thể xử lý tình hình trước mắt. Ngoài ra, với bản tính thiếu quyết đoán, có khi đứng trước cơ hội chờ cho, bản mệnh lại chẳng hề hay biết. Cộng thêm, thay vì tin theo lời người tốt thì lại nghe theo kẻ xấu. Cuối cùng, mọi sự đều hỏng bét. Bản mệnh quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, nhưng chú ngựa sẽ mắc sai lầm. Con đường công danh, sự nghiệp vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên những gia chủ tuổi Canh Ngọ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Canh Ngọ. Tháng 2 âm lịch, việc kiếm tiền của tuổi Canh Ngọ không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho bản mệnh căng thẳng và khó có thể tập trung,
sẽ mắc sai lầm, sẽ tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Bản mệnh có thể sẽ tốn tiền hao của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi ra để đền bù. Bản mệnh cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Cho nên trong thời điểm này, bản mệnh cần có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối hận cũng không kịp. Để may mắn thành công, các gia chủ canh ngọ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo. Trong tháng này, tuổi Canh Ngọ cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Hơn nữa, do tuổi Canh Ngọ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu, sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên bản mệnh phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Bản mệnh mải mê với chuyện công danh sự nghiệp cùng những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Thời điểm này tuổi Canh Ngọ có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống. Những gia chủ Canh Ngọ mang bên mình vật phẩm phong thủy tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để kích con đường công danh, tài lộc, thêm phần nở rộ và thành công. Đây cũng là những vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, kỵ tà, hóa sát, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về sức khỏe người tuổi Canh Ngọ trong tháng 2 âm lịch không được tốt, do sự nghiệp gặp trở ngại nên bạn phải khó khăn và suy tính nhiều hơn. Có những lúc bản mệnh cảm thấy lời rơi vào bế tắc, hãy làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra những quyết định đúng đắn. Thời gian này, bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Cho nên bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Ngoài ra bản mệnh nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Người tuổi Canh Ngọ sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại bình an, may mắn. Trên đây, kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với anh chị và các bạn vận trình tử vi tuổi Canh Ngọ trong tháng 2 năm 2021 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng. Đặc biệt là của những gia chủ tuổi Canh Ngọ trong tháng 2 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.